Lên mở Thì đi. chào các bạn quý khán giả nha. Thì chiếc kia cũng đã đẩy xuống rồi. Thì bây giờ thì mình cũng chuẩn bị chạy ra ngoài nha, để sáng chạy qua bển chứ dáng này nước ròng nè. Chứ nước lớn thì qua cầu không có lọt. Để xíu nữa quay cho các bạn quý khán giả xem cây cầu ha, cây cầu sắt. Ở nước lớn thì nó sẽ vướng cái mùi này nè, không qua không lọt á, hõm kết để trên nhóc chân đây. Rồi bữa nay khiêng xuống rồi. Đẩy qua cho nó dễ á, dáng này nước ròng nè, qua nó đó. Thì bữa hổm mình có canh thì cái cây cầu đó bằng cọng dây điện đen đây, chỗ tay chỉ đây đó. Thì dắt này nước gồng mình nhắm thấy là dây điện nó rất là cao, qua nó sẽ lọt đó. Bữa nay thì có hai sumo luôn, thường bữa có 1 sumo à, bữa nay hai sumo xuống đặng cho ghe nó khẩm khỏi bơm nước, khỏi mất bơm nước vậy ha. Đó, đây thằng cũng chín mấy 100 kg không á, thì chở hai sumo xuống cho ghe nó khẩm đó. Xem video nó hay quý vị khán giả bạn đừng quên nhấn cho xin một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới mình ha. Rồi bây giờ thì lấy cái bánh xe xuống, bánh nhỏ đó được rồi, mới kéo cái bánh bự xuống luôn đi. Bây giờ thì cũng đang chuẩn bị gắn bình bình hổng gài đem lên nhà sạc á, không bơm nước đồ kia cũng hơi yếu rồi, giờ đang sạc rồi và khiêng xuống đặng gắn vô đặng chạy ra ngoài. Đó, dọn dẹp ba cái mùi đồ kia đó cho nó trống đặng qua cho nó dễ. Chứ trong kia thì cũng có một hai cọng dây điện, nó hơi thấp nhưng mà nó hơi cao hơn cái mùi. Xíu nữa rồi gắn xong rồi mình sẽ nổ máy chạy đi nha. Đây thì đường kinh rất là nhỏ, lục bình ghe rất là nhiều luôn, bỏ lục bình cứng xong luôn. Bây giờ thì đỡ rồi. Bây giờ thì cũng đang chia ra, chia ra đặng chạy ra. Có hai sumo đứng ở trước mũi đây, sumo dàn mũi. Nhìn cổng dây điện kìa, qua cái cọng dây điện này là cái cầu đằng kia qua đó rồi. Đang chạy ra ở đây thì rất là cạn luôn đó. Ở đây thì gác ghến rồi rất là nhiều, cái có cái lú á. Đang chạy ra cái kênh này rất là nhỏ luôn ha, hai bên thì nhà cửa rất là nhiều, cây cối không ạ các bạn. Chút xíu nữa sẽ mà qua cây cầu sắt. Quá trời lục bình, lục bình ở đằng trước quá trời luôn rồi. Dưới này nước gọc mà rất chiều rồi, nước nó sẽ lớn nhiều quá. Nước bằng gì? Ở cây cầu sắt ở đằng trước các bạn, qua cây cầu sắt đó là chạy ra ngoài kia là nó không có cầu nào hết. Sao một thằng đi
phát tay, phải phát tay cho ông đó, ông bơi lẹ ơi, kêu ổng hết ga lên. Tới đó mới bớt ga đây, từ thôi chuẩn bị qua cây cầu sắt đây. Cái này qua lọt là cái đó qua lọt đó, chữ A trước này nè, mình hàng bằng cái mui á. Cái này nước mà gồng quá ra nó cũng cao. Đứng ngay lại đừng có nghiêng qua bên. Ở sau rồi nè, phát ở sau này nè, đứng đứng ngay nghe, đừng có nghiêng nha. Đứng qua bản. Từ thôi. Rồi giống từ từ qua đây qua rồi. Qua chưa? Đứng ngay đây đừng có nghiêng. Mới chạy qua cầu ha. Ai vậy? Hả? Ai treo đôi dép còn tan ở đó đây không biết nữa. Chưa có mấy cây xẻ vô á. Tới đây thì hai bên lục bình đồ rất là nhiều. Rất là hẹp luôn. Là trước có hai cây nọc có trẻ lên kìa. Vừa đó xích rõ chú đi qua đây quá rồi. Đó lại có hai cái cây đó bạn. Hai cái cây lú lên đây. Không biết mà mình đi mà quất cái đó cái rồi thôi chỗ luôn. Bị qua cái cua ha. Ở đây có cái ngã ba đây, ngã ba thì rất là nhỏ luôn. Ở tới đây rất là nhỏ luôn. Rồi ôm cua được rồi. Ồ, đây cây cối gì lá gì tè le hết trơn luôn. Ghe đi. Đây cái ngã ba đây các bạn. Không dính gác thì lái nó cũng rất là ăn ha. Dính gác rồi lái nó cũng ăn. Qua ngã ba ở đây đây. Ghe lại cái nữa mới được. Đây ghe cái nó ra bằng cái lục bình kia. Nãy nó dính vô á. Ghe nó gịch cái lại không à. Vừa vừa thôi.
lái sát quá là nó không có ăn lái đâu. Về cái nữa đi. Rồi tới luôn. Dịch mũi qua. Rồi chuẩn bị vô tới gần rồi. Đó, đường này mày ngang là cây cối nó ve ra tà le hết trơn. Nhìn nhìn nó có dây điện không nha, hai sumo. Quá rồi, chuẩn bị vô mà tới hiểu rồi. Ở đây ngồi chắc ông chết quá. Tàng ngồi xuống đi Tàng. Tàng ơi. Ừ. Quá rồi. Đó. Hàng hai cái cây trước đó đỡ chạy nó gạt ra mà nước trước. Bữa nay lục bình ít nè, chứ mà hổm chạy về lục bình nhiều dữ lắm, mày cứ ngắt hết trơn. Qua từ từ thôi. Đây có chiếc ghe cưa nè các bạn. Và qua nó hơi hẹp á. Hổm về bằng đêm á, ra vô nó hơi khó, không có thấy đường chạy á. Bữa nay chạy ra bằng ngày thì nó dễ thấy đường hơn. Hai sư mô đó ngồi là cẩm mũi rồi. Chỗ này mùa vú sữa, đây vú sữa có trái nha bạn. Đây cây đây là vú sữa đây, cái này trái cũng có trái hơi nhỏ ha. Vú sữa trái. Đây nó có cái nhánh bằng đưa ra dữ lắm á. Hổm lấy giờ nào có cộng dây điện đâu rồi ta. Móc đây ôm đi. Đó, cái nhánh gừa đằng trước kìa. Trước có nhánh gừa dê ra quá trời luôn. Từ thôi. Ở trước thì cho nó sát đi, nó qua rồi, còn gốc mùi á. Móc đi. Rồi vô luôn rồi. Chuẩn bị ra tới mà sông lớn hả? Quá ở đây bằng vừa nước vậy không à? Rồi tới đây thì trống rồi, khoảng mà 200-300 mét nữa rồi ra tới sông Cái Lớn rồi. Sông lớn nha các bạn, sông lớn đằng trước á. Hiện tại thì nước vẫn còn ròng. Rồi rồi tới cái sông đây. Sông này kêu bằng sông Kinh Dình Đại á. Trời ơi, cái xuồng nó nằm lên trên bờ luôn. Cái cây chắc sọt cũng xuồng quá. Đây rồi tới sông lớn rồi.
về lại đi, về lại cho nó qua đi. Kệ ve lại đi. Rồi quẹo lên nữa luôn, quay lại. Đây sông lớn có xà lan chạy á. Ở chỗ này thì mấy anh em thường hay chạy ghe test thử các bạn, thử máy thử đầu kia đó. Mấy anh em thường chạy đường này đây, này thì hai bên thì ít nhà, cây cối thì nhiều quá, ít có nhà người dân người ta ở đó, chạy thử mình chạy hết ra được. Chứ mà có nhà người ta ở nhiều quá, chạy sóng rồi kia nó dập vô nhà người ta thì người ta không được á, người ta la. Đang quay đầu lại. Chạy chút nữa rồi tới chỗ mà chỗ đậu rồi. Đây mình clip mình cũng tới đây thôi. Xin chào quý khán giả nha. Hẹn gặp lại clip sau. Đừng quên nhớ đăng ký theo, nhấn vào like để theo dõi video mới của mình đó. Rồi cảm ơn rất là nhiều.